Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5 bước vào tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Các đại biểu làm việc tại hội trường để thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trước khi tiến hành thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo của đoàn giám sát, xem video clip về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230.000 tỷ đồng. Trên 11,6 ngàn tỷ đồng đã được huy động vào quỹ vaccine phòng COVID-19. Tiếp nhận khoảng 260 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã có hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ, các nước và các tổ chức quốc tế đã trực tiếp tham gia phòng chống dịch và đóng góp sức lực, tiền hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có nhiều khoản đóng góp ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền. Các đại biểu đã cho nhiều ý kiến xoay quanh công tác giám sát cũng như thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, số hóa ngành y tế là chìa khóa thành công cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiếp tục đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực để phát triển hệ thống y tế cơ sở. Cần hướng dẫn việc xác lập sở hữu toàn dân đối với những tài sản tài trợ trong phòng chống dịch COVID-19. Còn nhiều bất cập, vướng mắc khó khăn trong hoạt động y tế cơ sở. Đề nghị vinh danh khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Cần nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng bệnh, nâng cao sức khỏe. Tập trung phát triển y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng. Cuối buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình một số nội dung các đại biểu quan tâm. Bộ trưởng cũng cho biết đại dịch đã làm bộc lộ những khó khăn bất cập trong bộ máy tổ chức và các mặt hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở. Vẫn còn những sự thiếu đồng bộ cả về mô hình, tổ chức lẫn thực tiễn quản lý. Cùng với đó, nhân lực y tế còn có những bất cập cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Để giải quyết tổng thể vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng cần đặt việc giải quyết tổ chức bộ máy nhân sự y tế, nhất là nhân sự y tế dự phòng, y tế cơ sở trong tổng thể Nghị quyết 19. Đồng thời cũng theo đúng định hướng yêu cầu của Nghị quyết 20 là tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn với những vấn đề mới phát sinh để có giải pháp phù hợp hơn trong thời gian tới. Ngày mai 30 tháng 5, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và một số nghị quyết của Quốc hội đối với các vấn đề xã hội. Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thứ 14 chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Cuộc họp dưới sự chủ tọa của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Hiểu và ông Nguyễn Văn Khởi. Tham dự kỳ họp còn có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Để kịp thời triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kỳ họp thứ 14 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận cho ý kiến về biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Đồng thời báo cáo những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh theo luật định. Sau gần một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp đã thống nhất thông qua một dự thảo nghị quyết với sự nhất trí cao. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý để giải quyết những khó khăn trong việc triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để khởi công các công trình, dự án, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết, bảo đảm đúng trình tự quy định của pháp luật, tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là những hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án. Cũng trong ngày 29 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, cấp trên về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, đã xác minh, giải quyết hơn 530 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra làm rõ 55 trên 75 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tổ chức 88 cuộc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia phòng chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội với hơn 14.000 lượt người dự. Trong tháng 6, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.